Giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ nếu không được thực hiện bằng tất cả tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng. Những giấc mơ thành sự thật sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại và cả tương lai. Những năm qua, bằng tất cả nỗ lực, Menti Media GSC đã thực hiện ước mơ của chính mình và thay đổi thế giới thời trang tại Việt Nam. Năm 2010, Menti Media GSC mang bản quyền Next Top Model về Việt Nam. Vietnam has been amazing. Vietnam's Next Top Model is one of the best formats of America's Next Top Model in the world. I'm doing a live finale right here in Vietnam. Và từ chương trình Người Mẫu Việt Nam, một thế hệ người mẫu mới đã xuất hiện. Hãy vỗ tay thật lớn để chúc mừng quán quân. Thay đổi quan niệm và tiêu chuẩn về nghề người mẫu tại Việt Nam. Những ước mơ tỏa sáng đã thành hiện thực khi người mẫu Việt Nam đã khẳng định được mình nhiều hơn trong các chương trình quốc tế. Năm 2013, Menti Media GSC tiếp tục mang chương trình Project Runway lừng danh thế giới về Việt Nam. Những tài năng trẻ của thời trang Việt Nam đã được phát hiện và bắt đầu khẳng định mình trong làng thời trang trong nước. Những ước mơ mang đến thành công và thành công mang đến những khát vọng lớn hơn. Quán quân chương trình Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam, mùa giải đầu tiên sẽ thuộc về nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Thiết kế thời trang Việt Nam 2014, Lý Tam Tiên. Và quán quân thuộc về nhà thiết kế Tiến Chuyển. Năm 2014, Menti Media GSC tiếp tục ra biển lớn. Bà Quỳnh Trang, CEO của Menti, đã trở thành người Việt Nam đầu tiên gia nhập Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á. We are doing you a favor over heading on this huge burden, but we will be looking towards you to present Vietnam to the rest of the world for us. Congratulations. Và từ đây, Menti Media GSC chính thức phối hợp cùng FIDE bắt tay thực hiện Vietnam International Fashion Week. Vâng, và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, thay mặt cho ban tổ chức, tôi chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam, Vietnam International Fashion Week. Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam bắt đầu. Việt Nam chính thức có tên trên bản đồ Fashion Week thế giới. Menti Media GSC tự hào với bước chuyển mình mới. Lần đầu tiên, chúng ta có chuỗi sự kiện về thời trang mang đẳng cấp quốc tế. Where fashion is becoming is budding. And you know, it's like a flower when it opens. You don't know what it's going to be. And I'm so excited because I'm going to discover a new flower in the bouquet of World Fashion Weeks. I think this is our first Vietnam International Fashion Week. And it's going to really put the bars up for fashion in Vietnam. And to hear how popular and successful it is in Vietnam is really, really impressive. I think the numbers that your show does in Vietnam does better than I think any franchise probably in the world, including the U.S. What we saw from Vietnam's Next Top Model is what they've done with the brand. They're not only producing the show, they are taking it to the next level. Việt Nam đã biết đến thế giới và thế giới đã biết đến Việt Nam qua những bộ sưu tập thời trang. Một tuần lễ của sáng tạo và đam mê, mọi nỗ lực đều để nói về một tình yêu và niềm tự hào cho thời trang Việt. Thực sự đến giờ phút này tôi vẫn vô cùng xúc động, bởi vì tôi không tin nổi rằng cuối cùng chúng tôi có thể tổ chức một tuần lễ thời trang rất là thành công. Và sự thành công này tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một tuần qua, và tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người, và tôi không quên cảm ơn tất cả các nhà thiết kế, những
thật vô cùng ấn tượng. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng cho khoảnh khắc rất là thành công của Lê Tê Trang. Cheers everyone, cheers.